Nà. Dạ, ơi, rồi ơi, đi ra đây. Ra đây, rồi ơi. Tri phủ đại nhân là không uống nước suông như thế này. Nào? Đi xuống dưới kia, miếng nhớ. Đi đi. Dạ, xin khất lỗi đại nhân ạ. Dạ, chả mấy khi đại nhân nâng gót sen hồng tới thăm nhà dân đen đệ tử ạ. Dạ, em biết đại nhân phải vượt muôn ngàn chông gai, muôn trùng bão tố để đến đây. Dạ, một người như đại nhân thời nay mà biết gần gũi với dân chúng, dạ thì quả là có phúc lớn cho muôn dân bách tính đó ạ. Dạ, em xin kính mời tri phủ đại nhân à. Dạ, bẩm đại nhân, con vợ em ấy, 60 năm nay là nó luôn mồm khen đại nhân là đạo mạo cao sang, tài cao đức rộng. Ấy thế mà chưa một lần được gặp mặt, gơ mồm này là nó mong lắm. Như vậy là bà Huyện quen tôi từ hồi còn chưa đẻ cơ đấy nhỉ. Mà trường sinh bất lão thì cũng nguy hiểm lắm đấy nhỉ. Đại nhân này, chẳng nhẽ đại nhân lại không thích trường sinh bất lão à? Em nói thật với đại nhân nhé, hôm nay đại nhân đến nhà em đúng ngày 30 Tết, nhà Dạ. em lại có cái con gà để cúng giỗ tổ tiên. Mình lấy đi, lấy đi. Nhưng mà hôm nay đại nhân đến nhà em coi đại nhân là thượng khách, mời đại nhân chơi trước, còn các cụ nhà em cho chơi hoa quả bánh kẹo cũng được. mình giữ con gà đây, cho đây, tôi, đây, đây, giữ đây. con gà cho tôi. Úi rồi. Mời đại nhân ạ. À, động thủ à? Quên. Nhất thủ nhì vĩ ạ. Nhưng trước khi nhất thủ, tôi muốn chơi cái món khai vị của huyện quan. Đó là những lời nói vàng ngọc của chủ nhà nhỉ. Dạ, đại nhân có muốn nghe thì em mới dám nói ạ. Dạ, bẩm đại nhân, nhìn dung nhan của đại nhân và lời nói của đại nhân, em thấy đại nhân giống như là dạ em thấy đại nhân giống như Cái gì là đấy? dạ đại nhân giống như là dạ lá ngọc cành vàng ạ. Dạ, giống như là tiếng chim hót trên bờ rào gai ạ. Này, thế sao chim cứ phải hót ở bờ rào gai? Dạ. Thế sao không cho hót ở đầu giường có hay không nhỉ? Cái gì? Dốt thế à? Người ta ví lá ngọc cành vàng là chỉ ví với phụ nữ đàn bà thôi. Nhầm gì mà nhầm từ gà hóa ra quốc thế hả? Khổ quá, nhầm sang bài khác. Dạ, em xin chỉnh lại là đại nhân không phải là lá ngọc cành vàng, mà đại nhân phải là một cây đại thụ tỏa xanh bóng mát. Dạ thưa đại nhân ạ, chính như thế là nơi đàn chim tìm về làm tổ ạ. Dạ, hai tay đại nhân dang ra đỡ cả chúng sinh nhân loại thoát khỏi những đói nghèo và những bất công ạ. Thôi thôi, tôi cũng chẳng dám so bì với cây đại thụ. Sống chẳng còn được bao lâu nữa mà tỏa bóng mát cho mọi người nhỉ. Dạ, đại nhân sao không dùng bữa đi ạ? Đại nhân ơi, gà được biếu đấy, gà mái tơ đấy. Nhưng ăn gà mái tơ mà lại được nhắm bằng những lời đường mật thì ngon biết mấy nhỉ. Càng nghe nhiều thì lại càng thấy ngon miệng nhỉ. Dạ bẩm đại nhân, dạ em đã thề với vợ em đây là sẽ không bao giờ tâng bốc một ai. Thế nhưng đại nhân là một ngoại lệ, bởi vì tâng bốc đại nhân sẽ là cái phúc, cái lộc, cái thọ của nhà em. Chính vì thế xin phép được hầu đại nhân. Ôi, Cái gì tri đấy? phủ đại nhân, người không chỉ là một bậc chí nhân quân tử mà còn là người sống thanh bạch sáng trong như nước sông Tô, sông Cầu, sông Đáy, huyền thoại mộng mơ. Hay. Chỉ như sông thôi à? Không ví như biển lớn có hay không nhỉ? Em không biết bơi. Dạ đúng đấy ạ. Dạ bẩm bẩm đại nhân, đại nhân bắt em ăn thêm cái phao câu hay là uống thêm chén rượu thì em còn cố được, chứ bây giờ bắt em phải tâng bốc hơn nữa thì nói thật là cũng cạn vốn. Thật đáng buồn khi tài năng của chú chỉ đến vậy. Thế mà ta cứ tưởng Dạ
Dạ bẩm đại nhân. Dạ bẩm đại nhân còn ạ. Ừ. Dạ bẩm đại nhân, nhìn đại nhân em thấy nó toát lên một vẻ đẹp thần bí cao sang. Dạ đó chính là bộ râu ạ. Dạ bộ râu của đại nhân nó hết sức ấn tượng ạ. Dạ cái chỗ, dạ cái chỗ trên này này nó vảnh lên chứng tỏ đại nhân không bao giờ sợ vợ. Thế còn cái chỗ thắt đuôi chó này này, thắt nơ. À dạ vâng ạ. Cái chỗ mà nó thắt nơ này này, ừ. Dạ chứng tỏ đại nhân không bao giờ sợ ai ạ. Mà anh vừa nói là tôi chẳng sợ ai. Dạ vâng đúng vậy ạ. Anh nhầm rồi. Ô thế ạ. Thế anh không muốn tôi thăng quan nữa à? Không muốn tôi là cái cây cổ thụ để tỏa bóng mát cho anh nữa. Không muốn tôi là... Ê, dạ, em muốn chứ ạ. À? Thế nhưng mà đại nhân nói gì em vẫn chưa hiểu ạ. À? Anh biết đấy, để ngồi vào được cái ghế chi phủ này, trên ta còn biết bao nhiêu người khác nữa. Anh hiểu ý ta định nói gì rồi chứ? Dạ, em hiểu rồi ạ. À. Bởi vậy, năm nay ta phải đích thân đến đây để gặp các chú, mà đến không phải là để ăn gà mái tơ và uống rượu, mà đến để nói cho các chú biết các chú phải có bổn phận với các cây đại thụ. Chú hiểu chứ? Dạ em hiểu rồi ạ. Hiểu mà vẫn đứng được chứ đấy à? Dạ. Thế sang năm chú có còn muốn ngồi cái ghế huyện quan này nữa? Dạ. Bẩm đại nhân, xin đại nhân chờ cho một lát rồi. Đi do đấy, bà nghe thấy gì chưa? Ôi giời ơi, làm sao mà 30 tên rồi mà vẫn hạn vẫn cứ đeo đuổi nhà mình nhỉ? Thôi, coi như là bỏ vốn đi chợ, mở hầu bao ra đi mình. Sang năm mình sẽ đòi lại của bọn dân đen. Ông nói đấy nhá, ông phải hứa với tôi đấy nhá, sang năm ông phải đòi bằng được cho tôi đấy, không được để cho tôi lỗ vốn đâu đấy. Thôi, để thôi, đi. Dạ. Thôi, chiều 30 Tết rồi, ta phải về xem Tết nhất thế nào nhỉ? Dạ. Từ sáng đến giờ đi mấy huyện đường mệt quá rồi. Yeah. Vâng ạ. Ê, dạ bẩm đại nhân, dạ xin đại nhân dừng bước ạ. Mình ơi, nhanh lên đưa đây. Dạ gọi là của ít lòng nhiều. Dạ mong đại nhân để ý tới tấm thân hèn mọn này. Dạ bẩm ông, kém ơn thủ đoài không ạ? Anh là quan phụ mẫu cai quản mấy vạn hồ đinh, của thì ít mà rồi thì nhiều, điều đó ta biết. Đưa ngay cái quyển giấu trong cặp quần ra đây cho ta. Nhanh. Dạ nhưng đấy là bảo bối của em ạ. Thì anh cứ đưa ra đây. Nhìn vô đây rồi. Ta xin nhá, chúc năm nay trường sinh bất lão nhé. Trời ơi, năm nay mất bố nó khoản tiền to của tôi rồi. Trời ơi. Tiền mất sang năm còn đòi được, chứ sách mất thì đòi vào đâu? Cẩm nang sống của tôi đấy. Cơ mà quan chi phủ lấy cái quyển cẩm nang của ông để làm gì nhỉ? Ngu thế. Để chăm sóc tưới tắm những cây đại thụ to hơn, hiểu chưa? Hộp đựng chân không Non An bảo quản thực phẩm hân hạnh là nhà tài trợ chính chương trình này. Có cơm chị em ơi. À. Kì anh. Hả? Để em khử độc bằng máy tạo ozone Non An đã. Nghe này, Non An có tính năng phân hủy thuốc trừ sâu, diệt chứng run sán và hóa chất bảo quản thực phẩm những lúc em vắng nhà. Anh nhớ khử độc bằng máy Non An trước khi cho các con ăn. Với Non An, chúng ta sẽ bớt đi nỗi lo bị ngộ độc thực phẩm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy nhái kiểu dáng của hãng Non An. Các bạn nhớ mua đúng máy khử độc mang thương hiệu Non An để được đảm bảo về chất lượng. Máy khử độc Non An hân hạnh là nhà tài trợ chính chương trình này. Tôi hình tròn. Ăn rất ngon.
một sản phẩm của Văn Minh Lúa Nước. Tràng An, tinh hoa Hà Nội, tinh hoa bánh kẹo Việt. Thế giới giải trí trong tay bạn đã có tại Thăng Long Digital Việt Nam. Nghe nhạc, xem phim trực tiếp tại website thanglongfm.net. Công ty cổ phần vận tải Habeco, chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải kho bãi bốc xếp xuất nhập khẩu hàng hóa thiết bị chuyên ngành bia rượu nước giải khát. Kinh doanh bất động sản nhà hàng khách sạn vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy. Với phương thức làm việc năng động, nhanh chóng và an toàn, công ty cổ phần vận tải Habeco đang vươn lên mạnh mẽ trong cơ chế thị trường và hội nhập. Vận tải Habeco, luồng gió mới mang niềm vui đến mọi nhà. Máy mài dao kéo gia đình Nonan hân hạnh là nhà tài trợ chính chương trình này. Từ bây giờ đến cuối năm, vợ chồng mình hết vận hạn rồi à? Chúng mày lên chủ nhà phải không? Có thằng Cùng Đinh vào nhà. Thôi tạm lánh đi, không có là xảy ra án mạng đấy. Đi. Ôi giời ơi, khổ chưa đấy. Đi. Sao? Các người định báo tôi sợ cả mà. Muốn chết à? Dạ, không muốn sống, không hề muốn chết à. Dạ, con xin về quê ăn Tết à. Ở đây con sợ đồ rơi máu chảy lắm. Về quê à? Thằng bất dạy mày bỏ ông à? Dạ, em xin kính chào đại ca. Dạ, thế nhưng đại ca là ai thế ạ? À? Mày không biết cụ mày là ai à? Dạ, em biết quá chứ ạ. À? Dạ, không biết là ngọn gió hồng nào đã đưa gót sen của đại ca lạc tới nhà em thế ạ? À? Mày nói ai là gót sen? Dạ, không ạ. Dạ, được đón tiếp đại ca là một niềm vinh dự tự hào không sao tả xiết ạ. À. Dạ, nhìn thấy đại ca một cái là vợ chồng em dạo dược hết một số các cơ quan đoàn thể ạ. À. Bởi vì đại ca là một trong 109 anh hùng hảo hán Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Cái gì? Dạ, Lương Sơn Bạc ạ. Dạ, vâng im luôn. Nhà ngươi lại nhảy cái gì chứ à? Dạ không ạ. Nhà ngươi định tâng bốc ai? Không ạ. Tâng bốc ai? Không ạ. À, nhà ngươi định tâng bốc ta chứ. Dạ vâng ạ. Được, hay lắm. Nói tiếp đi. Dạ vâng ạ, nhưng mà xin đại ca rút lại thanh đao. Em sợ đầu rơi máu chảy lắm ạ. À. Nghe cũng bùi tai. Dạ, em mời đại ca. Ừ. Bởi đời ta đi tới đâu toàn nghe những lời oán thán, nhưng ở đây lại có những kẻ tâng bốc hết lời như ngươi. Ngươi nói đi, nói tiếp ta nghe. Dạ vâng ạ. Dạ, em biết đại ca là người tài cao trí lớn, tiếng tăm lẫy lừng khắp quan nha phố huyện. Đại ca hô một tiếng, bọn đệ tử phải nằm rạp xuống đất. Đại ca vung tay một cái thì bao nhiêu kẻ yếu thế phải chết phục dưới chân. Dạ đúng không ạ? Được, hay lắm, nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi. Em trông đại ca còn giống cả Tôn Ngộ Không nữa. Dạ, biến hóa vô song, dạ như Lâm Sung, như Lý Quỳ. Dạ, còn giống cả Chư Bát Giới nữa. Sao, nhà ngươi ví ta như Chư Bát Giới hả? Dạ, ý em muốn nói là đại ca là người có khí tiết, khí phách. Anh hùng tử vì đạo, không bao giờ chịu khuất phục một ai. Tù ngục gông xiềng đối với đại ca, nó chẳng là cái đinh han đinh gì cả. Dạ, ý em muốn nói là như thế đấy ạ. Nhà ngươi quả là tâng bốc.